sẽ trong cái đây là cái khu hôm nay trong cái khu neighborhood của mình á, họ có tổ chức để mà cho các giống như là mấy về Halloween để mọi người đến để chụp hình quay phim rồi với lại phát kẹo. Thì ngày hôm nay là ngày thứ bảy, mình đi trước để mình đi vòng turn left onto Robinson Road, mình xem để coi giống như bây giờ ban ngày ha, buổi chiều coi nó ra sao để cho mọi người thấy. Cái khu vực mình ở thì nó rất là lớn, cho nên in a quarter mile turn left onto Robinson Road. Trong đây họ có nhiều cái khu vực, nhiều cái hoạt động giống như trước đây mình có nói rồi đó. Thì ở trong đây đó là có nhiều cái phạt lắm, rồi có nhiều những cái nhà thật là lớn, có nhà nhiều cái nhà 6.000 square feet, 8.000 square feet luôn. Có những cái nhà mà mình đi vòng những khu vực này á, đó mọi người thấy cái nhà trước mặt không, chừng phải là chừng lớn lắm, nhiều cái nhà, nhưng mà những cái nhà này cũ rồi, những cái nhà này cũ phải chừng 2-3-40 năm luôn đó. Hi, anh chào mọi người nha. Hôm nay anh sẽ dẫn cho mọi người đi để xem những cái cách mà họ trang trí vào ngày lễ hội Halloween ở tại Mỹ này. Trong cái khu vực nhà của anh đi đó, năm nay nó được lên new luôn. Thì họ trang trí nguyên một cái con đường luôn, nằm ở trong cái khu vực của Quail Valley East này á, thì cái khu vực này rất là lớn, một cái subdivision có thể lên tới vài ngàn căn hộ. Thì nơi đây á, họ đã nguyên một cái con đường này á, họ đã hai bên nhà họ đã trang trí rất là đẹp, những cái hình mà mình nói là những cái hình nộm về cái lễ hội Halloween. Ok, thôi thì mọi người cùng theo anh đi để xem có những gì họ đã đây trang trí, những cái gì họ đã dựng lên, những cái hình nộm như thế nào, để mọi người được biết thêm nha. Những cái hình nộm có thể có rất là nhiều, cái hình nộm cao đến có thể mình nói là 4 mét luôn, rất là cao. Thì ok, thôi mọi người cùng theo chân anh đi nha. Đây, phía trước của mọi người bắt đầu đi vào con đường Robinson này á, thì họ đã trang trí những cái căn nhà đầu tiên, thì họ đã trang trí những cái hình nộm mà được thổi phồng hơi lên. Và tới buổi tối á, thì sẽ có đèn. Anh đi muốn cho mọi người xem trước là ban ngày á, nó ra sao ha, nó ban ngày nó ra sao trước khi mà màn đêm nó phủ xuống, để cho mọi người cùng thấy được cái cảnh tượng ban ngày. Họ rất làm việc, họ làm rất là công phu nha mọi người. Đây căn nhà đầu tiên. Thì cái khu này gọi là cái họ đặt cho cái tên ở đây là Nightmare Candy Canlands. Đây, bắt đầu chúng ta sẽ đi. Đó, họ đề nè, dưới đây nè, họ đề nè: Please do not enter. Là mình không có được đi vào cái khu vực nhà của họ đâu nha. Giống như họ không có cho mình đi vào lên đây để mà chụp hình đâu. Tại vì rất là nguy hiểm. Có thể chủ nhà họ sẽ có... Họ một khi mà họ đã đề những cái bảng đó đó, người thấy không? Cái đây là họ làm những cái ngôi mộ giả. Đó, đây là căn nhà đầu tiên ha. Họ làm rất là nhiều những ngôi mộ trên cái cỏ này của họ. Rồi, đây. Chút nữa anh đi sẽ vòng về bên cái hướng bên đây để cho mọi người cùng xem bên cái hướng bên tay trái của anh đi. Nhưng mà bên tay phải này họ làm rất là nhiều. Họ làm rất là nhiều những căn nhà này. Họ làm khá là công phu và đẹp. Đó. Người phù thủy bay cầm cái chổi nè. Ở đây á, thì họ trang trí cái nhà này á, là họ trang trí theo kiểu mà phù thủy. Cái nhà đầu tiên á, là những nấm mộ và những cái bộ xương của tử thần.
Còn bây giờ cái nhà này theo phong cách thứ hai là của những người phù thủy đó. Thì họ lấy cái tựa là họ lấy cho cái nhà của họ, họ lấy đây nè, the witch's inn đó. Hi. Em thì tưởng là mình tưởng là ông này cũng có cái sensor nhưng mà không phải, đây là tới đâu ông nghe nói chuyện. How we turn him on? Say hi. Pardon me. I am wondering if this party is casual dress or a formal affair. It is a must to be appropriately attired. Well, at least I'm better dressed than the Wolfman. Okay, you look great. Down, boy, down! Ok rồi, mình sẽ đi đến cái nhà thứ hai. Thì cái nhà thứ hai này họ làm, họ treo lên tới. Wow, cái mọi người thấy không? Cái bộ xương. Vi, do not enter. Ok, thì mình thấy cái bộ xương nè, họ trang trí bộ xương cao dễ sợ không? Cao lên tới trên rất là cao, cao chừng phải mình nói là 3-4 mét rồi. Những cái con ma bay trên nóc nhà. Làm rất là công phu này. Thì ở đây á, là họ làm một cái phong cách là we are tired, no trespassing, là không có được qua đây. Đó, giống như là họ nói là họ đã mệt để giấu những cái xác đi rồi. Đầu sọ nè. Wow, ghê chưa? Những cái bức tượng này rất là cao nha. Đó, mọi người có thể thấy nè. Ồ, những cái bức tượng này họ cao lắm, cao quá đầu anh đi. Họ là những bức tượng cái hình nộm này rất là bự mà cao. Họ trang trí rất là nhiều nè, thấy không? Sorry, we are dead. Ok. Đó, thì họ lấy cái đây. Cái nhà này, căn nhà này thì họ lấy là sorry, we are dead. Thì cái nhà này họ làm, họ lấy cái tên là The Boneyard. Là cái nhà mà xương á, cái nhà mà của cái như là cái bãi xương đó, cái bãi xương đó. Yep. Right, me too. Yeah. We do the same, yeah. It's very nice. Yeah, they do a great job and it's just as crazy at Christmas. It's only this year, last year not too many like this. Oh, this year, last year was crazy too. Oh, really? Really? Yeah. It's only the flockers. Yeah, well, they're trying to extend it. I think they're doing golden trees down there. Oh, okay. But normally, my mom lives on this street, so I've seen it when we're from a few houses. It's just this craziness. Wow. Đó, mọi người thấy không? Mấy con chó, rồi những bộ xương. Giống như cái này á, thì họ nói là The Boneyard là cái khu vực này là toàn là xương không mà. Họ giấu những cái bức, những cái xác chết, những bộ xương. Cả những con chó này là những con chó ma thành tinh hết rồi nè. Thấy không, mọi người thấy không? We gonna sit here and drink beer until we understand woman. Hai cái bộ xương này là họ chết rồi nhưng mà họ cũng không có hiểu là tại sao mà họ chết, bởi vì họ chưa có hiểu được vua mình đó, do mọi người thấy không? Đó, đây nè, God's machine. Đó, họ chết mà họ không có hiểu được cả đàn bà nữa, thấy không? Hơi căng rồi nha. Hai cái bộ xương này là chắc là gọi là chết vì gái rồi nè. Ok rồi, thôi thì mình sẽ đi tới cái căn nhà tới. Rồi, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi đến căn nhà thứ ba.
Thì căn nhà này là nói trang trí về những cái hình nộm là những người hề. Có bộ mặt cũng không dữ ghê ha. Những người hình hề gọi là ma quái. À, ok rồi mình sẽ đi tiếp tới. Đây nè. Step right up. Welcome to the Colin Circus of the Horrors. Thì đây là một cái nơi mà cùng cái nói là nói đi mô tả một cái nơi mà biểu diễn xiếc kinh khủng khiếp ma quái. Mọi người thấy những cái hình nộp hình búp bê này đó, nhìn kinh khủng không? Horrible. Đó thì ở đây họ trang trí đa phần là họ trang trí ở những cái hình búp bê thôi, những người mà những cái con người xiếc nè, làm rối nè. Mọi người biết Jack in the Box hay Jack in the Box. Andy sẽ kể cho mọi người nghe cái sau này Andy sẽ kể cho mọi người nghe về cái sự tích của ngày lễ Halloween để mọi người nhiều người biết được hơn. Buổi tối đó thì mình sẽ thấy những cái hình này nó bay tới bay lui như vậy đó. Bây giờ mình sẽ nhìn không có thấy sợ đâu. Nhưng mà tối nay á mình sẽ trở lại cho mọi người coi ban ngày những cái cách trang trí của họ rất là công phu. À, ma chú hề ma gì quỷ quái lưỡi dài. Evil Funhouse. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến căn nhà thứ tư. Căn nhà thứ tư này thì có những cái gọi là còn những cái con ma bay, những con mụ phù thủy, có vẻ như tổng hợp hơn là những cái nhà khác. Ok. Những cái hình này rất là cao nha. Bự họ làm cao lắm. Họ chắc họ phải bỏ ra rất là nhiều tiền để mà làm những cái hình ảnh này. Wow, còn bên đây kia nữa. Wow, cái nhà này thì họ trang trí những cái người nông dân, những cái người nông dân mà làm coi như là ở những con họ bỏ những trái pumpkin lên, những cái coi như là những cái hình trái pumpkin ma quái. Họ lấy là cái gọi là mình nói lấy những cái slogan là cái giống như là trên đây á, mình thấy không? Trick trick. Nên mọi người thấy con đường còn dài lắm, Andy sẽ đi dọc xuống cho mọi người xem một chút xíu để mọi người thấy được. Đó, họ trang trí đây là cô búp bê ma quái. Chắc tối nay ai coi những cái này là không ngủ được rồi. Mọi người thấy trên cái cây không? Mấy con ma nó bay trên cái cây nè. Wow, tối chủ nhà này cũng gan lắm. Yeah. Đi xét vô đây. Happy Hollow Place. Ok, bây giờ mình đi tới căn nhà thứ 5.
căn nhà thứ 5 thì có vẻ như họ trang trí cái kiểu mà của giống như là của Christmas nhiều hơn. Yeah, Disneyland á là họ làm những cái này á cho Christmas nhiều hơn. Ok. Đây, tới đây nhà này toàn là họ trang trí toàn là pumpkin không nè. Đó, những cái pumpkin cao thì cao. Ở trên đây cũng có mấy cái hình những cái xác người á, xác ướp. Đó đây. Đây nè, mọi người thấy không, cái xác ướp treo trên cây nè. Treo trên cây, họ treo rất là nhiều trên cây. Wow. Mà ở đây cái khung cảnh đó, mọi người có thấy ma quái không? Ở trong cái khu vực, đặc biệt trong cái khu vực này á, là những cái cây này nè, nó có những cái dây leo, cái những cái cây nó giống như là nó có những cái dây giống như mình nói trong những cái bộ phim ma quái. Cái này là thật nha. Ở trong đây những cái loại mà giống như là ký sinh nó bám trên những cái loại mà mình nói là nó bám trên những cái cây này ở đây á, là trong cái khu vực này nó có như vậy. Nó tạo cho cái cảnh tượng nó càng ma quái hơn. Bình thường nó cũng ma quái dữ lắm. Có cái kiểu nhà ở trong đây á, đa phần không có kiểu nhà nào nó xây theo cái một cái cách phong cách của cái nhà nào hết. 10 cái nhà là 10 cái kiểu khác nhau. Mà những cái nhà này có trên 40 năm rồi. Họ đã xây dựng trên 40 năm rồi. Mà những căn nhà này có nhiều căn nhà rất là lớn. Anh đi thấy ở đây á, nằm vòng vòng xuống khu vực golf này, golf course gì đây. sợ mấy con ma này nó đang nhậu hả, đang tổ chức party hả? Đó. Oh, đang tổ chức party cho mấy con ma này. Ok. Có vẻ như nhà này là họ có tiệm tóc hay gì đó, họ có mấy cái đầu họ treo trên đây. Đây. Mấy cái xương, bộ xương. Họ tối mà đi đang đi thấy mấy bộ xương ngóc đầu ra. Xuống đây bây giờ chuẩn bị xuống dưới đây còn nhiều hơn chút xíu nữa. Nhìn thấy kinh khủng hơn. Đó, những con ma bay. Ở những căn nhà dưới đây á, thì họ không có tên cho những cái project của mình. Không có đặt cho những cái project của mình. Em đứng cho em chụp với cái ông đó coi nhìn với em với ổng có đẹp không? No trespass, no danger, don't do not pass, but just stay like that. Thấy chưa, cao hơn vợ của mình rất là nhiều. Thank you. Your husband very handsome. Okay, Robinson Cemetery. No trespassing. Touch nothing and nothing will touch you. Không có được đụng vô để khỏi bị đụng lại. Đây, trời ơi, cái nhà này họ trang trí kinh khủng quá, vì ha, quá trời quá đất luôn, cộng lại với combines all the house luôn á ha. Quá nhiều luôn. Họ tốn rất là nhiều tiền nha, cái này họ chắc phải tốn cả mấy chục ngàn á ha. Yeah. Anh nghĩ nhiều á, khá là nhiều tiền á. Đây nè, mọi người nhìn thấy không? Những cái hình ảnh nè, kinh khủng chưa? Quá trời, những cái hình này rất là lớn và cao nha. Đây, họ có cả cái cổng để đi vào cái nghĩa trang này luôn nè, thấy không? Họ làm luôn cả cái cổng này luôn, nghĩa địa là gọi là nghĩa trang đó. Wow. Ok. Wow, cái nhà này lớn lắm. Thì đó có cái xe chở quan tài nữa nè, cái kiểu đời cổ xưa nè. Đó, một cái con người chết kéo theo một cái những cái xác chết kéo theo. Wow.
John Cass chết Whitehead này. John Cass chết năm 1872, 1933. Marianne. John Cass là ca sĩ đúng không Vi ha? Johnny Cash. Oh, this John Cass different, right? Sleep well, good dog. Nghĩa địa của con chó. Quá trời luôn đây. Buổi tối nay khi mình tới những cái đầu lâu mà sau lưng đó nó họ sáng lên rất là sáng. Rất là nhiều đèn nha. Treo cái đèn mà để là tối mở rồi sáng rực lên cho những cái con đó, con ma này. Con ma bay trên đây không? Đây. Em đừng leo vô nhà người ta như vậy. Don't we ever go in there? Alright. Okay, so far. Này. Ở đây mình có một cái con alien. Là một cái gì người hành tinh, quỷ hành tinh. Con quỷ, à cái này là con quỷ. Mình thấy con quỷ bự không? Quỷ chùm của phù thủy hả? Đó là cái nhà này họ trang trí vậy nè. Rất là nice. Nhìn ghê gớm ha. Đó, ông bác sĩ gì kìa. Hi. Thank you. Mấy con gà lớn rồi. Really? Bự lắm nè, cao lắm. Rồi tiếp tục hành trình. Coi cái ông này ông bắt được ai trong đây đây. Và có cái đầu lâu ở trong đó. Chưa chưa. Treo các cái đầu lâu quá trời luôn. Có cái hòm ở đây. Đang quay sát qua đây cái thấy có cái đầu. Wow, cái này cao dễ sợ không? Đó, đây có những cái con ma bay.
Mọi người thấy ghê chưa? Lực lực lực. Okay. Keep going, we come back in eye. Hang up. Ô quá trời luôn. Trên đây nè, họ hang trên cây ra ngoài đường luôn nè, thấy không? Thấy không? Wow. Ok, rồi, hết rồi. Mình sẽ trở lại vào tối nay để cho mọi người xem nha. Nhà mấy nhà này thì nó đơn giản thôi, nhưng mà tối nay sẽ là mỗi những cái hình ảnh rất là sinh động và thật. Mà chỉ có trong vòng mấy ngày thôi thì họ sẽ lấy xuống, bởi vì sau cái lễ Halloween ở Mỹ này đó thì họ sẽ lấy xuống và họ trang trí đến maybe là mình họ sẽ đang decorate cho cái Christmas and cũng giống như là cái gì Thanksgiving. Thanksgiving là mấy cái trái pumpkin. Yeah, nhưng mà thì họ sẽ giữ những cái hình pumpkin để mà kéo dài cho hết một thời gian. Đây nè, những cái hình ảnh này là của lễ hội coi như là cái mùa Thanksgiving. Yeah, cái này là Halloween and Thanksgiving also. Mấy cái này nè, pumpkin. Rất là cao. Yeah. Alright, let's go. Rồi. Joker. Cái này nó nhảy, nó nhúng được nè, em thấy cái lò xo không? Maybe? No. Mấy cái này lớn lắm nha. Đó, mọi người thấy lớn không? Cao lắm. Anh đi thấp lắm. Nó cao gấp chắc gấp 3, 4 lần anh đi á. Những cái hình thổi phòng lên đây nè. Hi, Switch. Con mắt bả đổi màu luôn nè. Chớp, 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 chớp. Ai... trong cái khu vực này họ nói đừng có nhìn vào con mắt của bà này. Nếu mà nhìn vào con mắt của bà này mình sẽ bị họ thôi miên luôn. Nói chơi thôi, Andy nói chơi thôi. Thấy không? Chớp 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 chớp, kéo bị chớp đó. Nói giỡn thôi nha. Cái này là điện tử, cái đó là cái digital eye. Ok. Rồi, hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua mình coi một cái show khác, và mình sẽ coi một cái show của Michael Jackson. Jackson Lucas. Wow. Huge. Coi chừng nó đái vô đầu em á. Rất là nhiều người họ đi bộ vẫn rồi quay phim ở đây giờ. Nhưng mà buổi tối sẽ rất là đông nha, tại cái khu vực ở đây họ nói là xe đi rất là chậm chạp và đông, cho nên mình sẽ coi mình cái giờ của mình nói. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh nghĩ chưa đâu, tại vì đúng cái ngày Halloween đó thì nó mới đông. Đông như vậy làm sao mà đi vào xem được. Đi vô rồi không biết bao giờ mới đi ra đây, nãy giờ đứng đây cũng 10 phút đồng hồ rồi,
15 phút đồng hồ chưa nhấc xe nữa. Ok,